Rồi bắt đầu tôi xin trân trọng kính chào và xin gửi lời chúc các ông chú anh chị và các bạn một buổi tối thư giãn thật vui vẻ. Một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng răng răng, em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về. Bên em anh lặng nhìn bầu trời và ánh mắt mộng mơ, sợ người yêu không khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bên đò đầy nàng xuống dưới trần gian, làm người dương thế không biết bao lâu mới được bay về trời. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều, và vì thương đời linh thương kiếp sống phong sương nên dù rằng một hôm thiên quốc người say đem mây hồng làm sẽ đưa tiếng về, tiếng nói dối rằng tiếng còn trên trời nên tiếng chưa về đâu. Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay, em đứng bên anh nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Tiên ơi nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười tiên nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Tung
đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay. Em đứng bên anh nguyện cầu mưa mai cho tiên đừng về. Tiên ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười tiên nói, tiên thân dương gian với chiều mưa thật nhiều. Mỉm cười tiên nói, tiên thân dương gian với chiều mưa thật nhiều. Xin cảm ơn.